Khi vắt, mình sẽ cho lá liên tục vào máy. Máy sẽ tự động nghiền vắt, tách nước cốt và sáu nguyên liệu vào hai phần khác nhau. Nước cốt được cái máy dắt cho ra một bên. Máy này dễ sử dụng, quá trình vắt chỉ cần một người đứng cho nguyên liệu vào máy. Xác nguyên liệu sau khi chất lần 1, mình sẽ cho chất lần 2 và lần 3 để đảm bảo lấy hết nước cốt. Máy ép được chế tạo bằng inox 24, chỉ cho ngành thực phẩm, dược liệu và gia vị. Phần kết cấu cơ khí của máy chế tạo chắc chắn, giúp máy có lực nghiền rất khỏe, đáp ứng được nhu cầu sản xuất công nghiệp và chịu tải cường độ sức cao. Chuối thành phẩm mình dắt xong kiểm tra lại thì nước có màu môi tự nhiên. Xác chuối được dắt kiệt nước, cái này mình loại bỏ.